này nuôi ở gần sông Serebok á, nó rất là to mọi người, khỏe nữa. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục có mặt ở chỗ thủy điện Serebok. Mình làm clip cho anh em xem. Hôm nay mình đi bắt cá lóc đây anh em ạ. Đây là một hồ cá lóc hút để lấy cá bán Tết anh em ạ. Đây là hồ cá lóc anh em thấy từ trên xa này. Thì có những con cá lóc rất là to nhé. Những con cá rất là to đây này. Đấy. Ở dưới đây rất là nhiều. Thì lát nữa mình sẽ theo chân một anh nông dân nuôi cá. Thì sẽ có cái trải nghiệm bắt cá ở đây cho mọi người xem luôn. Cá rất là to. Ở đây là hồ thủy điện nhé. Còn đây là cái hồ nuôi cá này. Thì lát nữa thì mình sẽ hút hết cạn nước ở dưới hồ này. Để cái gì mình bắt cho dễ. Thì hai ngày hôm nay thì mình đã hút cái hồ này rồi. Bây giờ còn một ít nước thôi. Thì mình sẽ hút cạn ra đi để bắt dễ hơn. Cái trải nghiệm bắt cá này là cực kỳ thú vị đó mọi người. Mọi người thấy đằng xa kìa. Đấy, cá nó đang vùng vẫy. Mình sẽ hút cạn nước đi để bắt dễ hơn. Bắt cá này cũng không phải là dễ dàng đâu anh em. Em nào thích bắt cá lóc thì đây. Cá này nuôi ở gần sông Serebok á, nó rất là to mọi người, khỏe nữa. Mình nãy giờ mình bắt bằng tay mà không được. Lưới như này thôi. Đây này, lưới này còn bắt nhiều đây. Mình sẽ lấy con này. Con to trước. Lẩn ở dưới bùn rất là nhiều. Nên lát nữa mà sau khi mình bắt hết trên những con mà mình nhìn thấy này á, thì lát nữa mình sẽ dùng kích mình bắt ở dưới cái hồ này với những cái con cá mà nó lẩn ở dưới bùn á. Sau khi mình đi mình còn phải dẫm lên nó nữa mà. Con này rất to này. Đây mọi người thấy to chưa?
cái trải nghiệm rất là thú vị. Khác với bắt cá rô hay là bắt cá chê. Bắt cá rô thì nó có vẩy nhiều á, nên nó đâm vào tay mình rất là khó chịu. Còn cá chê thì nó có ngạnh. Cái hồ này là trước đó là mình đã hút, mình bán một đợt cá rồi mọi người nhé. Còn đây là đợt thứ hai, cũng đợt cuối cùng mình bán này. Bây giờ là cá lẩn dưới rất là nhiều, khó mà khó thấy. Cho mọi người xem con này rất to. Cậu đi đâu rồi? Cậu chuẩn bị quá là bận rồi. Đây, hình bắt hai con cùng lúc này. Những người ở miền Tây thì cái cảnh bắt cá ở dưới hồ này thì không khó để gặp, nhưng mà ở trên khu vực Tây Nguyên mình thì để có hình ảnh bắt cá này thì không phải là dễ tìm gặp đâu mọi người. Đây, bây giờ mình đổ ra đây để mang lên. Kéo ra ngoài cái tí chân con nước để đi bắt. Ok nha, để thế này cũng được. Bây giờ thì có vẻ như là mình có bắt cá của mình là khá là thành thạo đấy. Con này to này mọi người. Rồi, sau một khoảng thời gian vùng vẫy ở dưới hồ thì đây là thành quả nha mọi người. Ở dưới hồ mình vẫn chưa lấy hết lên đâu, vẫn còn một số ở dưới đó. Còn mình bắt được bao nhiêu? Thấy cá chân to này. Đây, cá rất là to mọi người. Có nhiều con còn to hơn đấy. Đây này, con này này. Con này tầm được khoảng trọng lượng bao nhiêu nha? Hơn 1 kg. Đến Tết á thì cái cá lóc này thì nhiều người
mua là về ăn Tết lắm này.